Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên video cho mọi người lô này là lô 27 cùng cây cần phíp nha. Ba cây đầu là ba cây carbon. ISO hạ cần tay ạ. Cần câu Nhật Bãi Đa La. Video hôm nay là video 253 ngày 17 tháng 4. Anh nào ân cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 0931 272712 giúp em nha. Rồi. Em giới thiệu cái đầu tiên. Đây, cây này là một cây NFT. Papuji nè, 5m1, nặng 250g, đọt 1,4 góc 19. Em đi nhanh thôi nha, tại mấy cây này hôm bữa có rất là nhiều anh hỏi nhưng mà hàng bị trả về. Giá 400.000, có trầy xước nha. Đây, khoen đầu này là khoen độ nha, còn đầy đủ nè. Mọi người có thể về, đó, đọc rất là cứng này nãy, mọi người có thể về hạ cần tay. Hoặc là câu máy cũng được luôn ha, đó. Cành này rất là chắc nè, khá là chắc, cũng đẹp nữa. Rồi, cái mã đầu tiên, cây NFT mã số 1 giá 400. Cái này là carbon nha, ba cây đầu tiên là ba cây carbon nha mọi người. Rồi, tiếp theo cây thứ hai. Cái này là một cây hàng Olympic. Cái này cũng là một cây carbon luôn. Carbon pha phíp. Đó, cây này thì khoen đây như thế này, đọc hơi mềm ha. Rồi, cây mã số 2. Cây 4m4, nặng 230g, đọt 0,9 góc 23. Giá cây này em để cho mọi người carbon pha phíp đúng không? 200 thôi. Em xả luôn ha. Tiếp theo cây mã số 3. Đó, cây này bị mất đít nha. Bát Bugi đây. Carbon Pro nha. Cây này cây 5m2, nặng 190g, đọt 1 ly góc 18. Giá 450 nha. Ở video này em lấy mọi người 400 nha. Đây nè. Đó, cái này là em đã tháo khoen hết rồi nha mọi người. Đó, tháo khoen nó vậy nè, hạ cần tay thôi nha. À, cái đọt này nó bị gãy nên là giờ cái đọt này nó tầm tới 1,4-1,5 lên nha. Hàng đi nó bị gãy. Rồi. Đó, cây này còn rất là mới nha, thẳng tưng luôn, cây này thẳng luôn á. Tưng luôn á mọi người. Rồi, ok mọi người ha. Đó là cây mã số 3. 400 thôi. Tiếp theo cây mã số 4. Rồi, hàng phíp này em sẽ bán cho mọi người có một cây, hai cây, hình như hai ba cây 200 thôi, còn nhiều đồng giá 150 hết nha mọi người. Đây, cây mã số 4 này, 3m6, nặng 200g, đọt 2,1 lên gốc 20, giá 150 ha. Đó. Rồi, đây. Khoen còn y nguyên này mọi người có thể, nó chỉ bị xúc keo thôi, về mọi người. Có thể hạ cần tay hoặc là có máy luôn nha. Chỗ này nó bị xúc nè. Đó, đó là cây mã số 4. Tiếp theo cây mã số 5. Đây, bát còn y nguyên. Cái này là dòng phíp đỏ, hãng đai qua. Rồi, ok ha. Cây này cây 5m1 nè. Thông số em báo là thông số em đo được chứ không phải là thông số cần nha mọi người. Tại vì cái hàng hạ cần tay này nhiều khi nó bị gãy đọt ở đồ á, nên là nó không còn đâu ạ. 5m1 nặng 420g, đồng 1,7 góc 28. Cây này giá 250, ở video này em để mọi người giá 200. Mã số 5 giá 200. Khoen sắt này nó nặng đó mọi người. Đó, có trầy xước nha. Rồi, dòng là dòng phíp đỏ. Rồi, ok, cây mã số 5. Tiếp theo cây mã số 6. Cây này cây phíp đỏ luôn, 2m9, nặng 200g, đọt 0,9 góc 22, giá 150 nha. Đó, khoen còn y nghiêng nè, mọi người có thể câu được. Hãng này hãng đai qua. Rồi, rồi. Em đi sơ thôi nha mọi người, chủ yếu là đọc thông số cho mọi người thôi. Tiếp theo là cây mã số 7. Cây 4m4, nặng 350g, đọt là 1,9 góc 26, giá này 150 luôn nha. Rồi, về mọi người hạ cần tay nha. Hạ cần tay nha, cây này hạ cần tay nha mọi người. Tiếp theo là cây mã số 8. Cây này cây 5m4, nặng 500g, đọt 2,5 ly góc 29. Em đo không như chồng em đo là em đo cái góc để mình cầm tay á, chứ không phải góc đuôi cần đâu. Mã số 8 giá 150 luôn, hãng đai qua luôn nha mọi người. Đây, có một vết xước chỗ này. Nói chung chày xước nha. Rồi, cái này chị hạ cần tay thôi, còn lắm trong này rất là mới luôn nè ha. Cái này dài thu gọn, dài chắc không phải 1m1, 1m15. Tiếp theo là cây mã số 9, cây 4m3, nặng 300g, đọt 2,1 góc 25, giá 150 ha. Cây này hàng Korea nè. Rồi, cái này hạ cần tay nha, rất là mới luôn. Cái màu nó dậy nha mọi người. Hạ cần tay nha. Cái mã số 9, tiếp theo cây mã số 10.
Cái này là hàng Olympic. Cái này giá 200 nha. Rồi, cái này 4m7, nặng 320g, đọt 2,8x26, giá 200.000 nha. Đó, rất là đẹp nè mọi người. Cái này 3 khoen đầu tiên là khoen khác, 4 khoen đầu sau là khoen khác, nhưng mà vẫn có thể câu cần máy nha. 250, em để mọi người 200, mã số 10. Tiếp theo là cái mã số 11, đây ạ. Cái này 5m4, nặng 450g, đọt 1,9x29, giá 100.000 nha. Hạ cần tay nha. Mọi người hạ cần tay, tháo bớt khoen vớt đồ xuống, tháo bát, tháo dây đồ ra là nó sẽ nhẹ hơn, tại vì cái cán này nó không nặng nè. Đó. Tiếp theo là cây mã số 12, nặng 5, dài 5m2, nặng 2, đọt 2 ly, nặng 450g, góc 27, giá 150 luôn nha. Giả chút như thế này. Cái này không câu được cần máy nữa nha mọi người, nó rất là mới nè, giả chút rất là đẹp nè, nhưng mà không câu được cần máy nha. Nó bị mất một khoen rồi. Rồi chỗ này chày nè, chày nhiều hơn so với những cái lóng khác. Rồi đó là cây mã số 12. Tiếp theo là cây mã số 23, dài 3m9, nặng 270g, đọt 2 ly, gốc 26, mã 13, giá 150. Rồi, hạ cần tay luôn nha, hãng Ryobi, hạ cần tay ạ. Rồi, tiếp theo là cây mã số, nhạc to quá, mã số 14, dài 6m, nặng 500g, đọc 1,7 góc 32, giá 150 luôn nha. Đây, có trầy xước nha. Em bán giá cho mọi người về hạ cần tay nha. Vậy cho mọi người không có chỗ nào mà rẻ như chỗ em luôn á. Cây 4m4, nặng 320g, đọc 2,8 góc 26, mã số 15, giá 150, hãng đai qua nè. Cái này câu cần máy được luôn nha mọi người. Đó, trầy xước thì có ha. Rồi, tiếp theo là cây mã số 16. Cây này cây 4m5, nặng 250g, đọt là 1,05 ly, góc 24, hãng đai qua nha. Rồi, cây này hạ cần tay nha, rất là mới nha. Cây này cũng khá mới. Ồ, chỗ này chày xước nè. Rồi, đó là cây mã số 16. Tiếp theo cây mã số 17 đây. Dài 4m3, nặng 300g, đọt 0,8x24, giá 150 luôn nha. Cây này cây cần tay trợ máy nè. Mọi người về làm cần tay luôn đi. Em coi coi có cái khoen nào không. Rồi, cây này bị mất một khoen chỗ này nha. Mất một khoen, mà ra không ấy hết. Rồi, 150 luôn. Cần tay trợ máy 150 luôn. Cây tới luôn nha. Tiếp theo là cây mã số 18. Cây này cây 3m6, nặng 190g, đọc 1,6 góc 20, giá cây này 120 nha. Thôi, cây này em tính cho mọi người 100.000. 100.000 nha, mã số 18 100.000. Tiếp theo mã số 19. Đây, mã số 19. Mã số 19, dài 3m9, nặng 150g, đọc 1 ly góc 16, giá 100.000 luôn nha. Đó, như thế này ha. Cái này chị hạ gần tay thôi nha mọi người. Tiếp theo cây mã số 20. 20 cây 3m6, nặng 250g, đọt 1 ly góc 22, giá 150 nha. Cái này hạ cần tay nha mọi người. Đó, cây này hạ cần tay. Tiếp theo là cây mã số 21. Cây này khá là đẹp nè. Cây này cây 4m4, nặng 200g, đọt 0,9 góc 22, giá 150 luôn nha mọi người. Cây mã số 21, cái này nó lân lẫn á, chắc thu gọn cỡ 60cm đó mọi người. Rồi, tiếp theo cây mã số 23. Cây mã số 22. Cây 3m6, nặng 190g, đọt là 1,7 góc 20, giá 150 nha. Đó, hàng China xuất Nhật. Khoan rồi, cái này chị hạ cần tay thôi nha. Khoan xét hết rồi. Rồi, cây mã số 23 là cây 5m, nặng 300g, đọt 1,2 góc 20, giá 180. Tay à, cán gỗ bần gì đây nè. Hay là quên rồi. Bát nè, bát vặn nha. Sắc của đây nè. Đây, hạ cần tay thôi nha. Cây này hạ cần tay nha, rất là mới nha mọi người. Có vài vết sức nhẹ thôi. Mã số 23, giá 150 luôn. Tiếp theo là mã số 24. Cây Olympic. Dài 4m4 nha. Cây này dài 4m4. Dạ chút rất là đẹp. Cây này hạ cần tay nha. Rồi, tiếp theo là cây mã số 25. Cây 3m6, nặng 220g, đọt là 2 ly, góc 26. Cây này là cây carbon, carbon pha phíp nha.
carbon fiber. Mọi người thiếu một cái đầu bu thôi là mọi người có thể về hạ, vừa hạ gần tay hoặc là câu máy được luôn. Cái này em để cho mọi người giá 300. Tiếp theo, cây 5m2 nè. Cây 26 là cây 5m2 nặng 360g, đọt là một ly gốc 29, giá 200 thôi. Cây này em tính 250 mà em tính mọi người 200 thôi, hãng Daiwa nè. Cái này mất đầu bu rồi nha, mọi người về thay đầu bu là mọi người có thể câu cần máy được luôn, còn không là hạ cần tay, rất là đẹp, dòng phíp đỏ nè. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây cuối cùng là cây mã số 27, cây này cây carbon fiber. Đây carbon fiber nha. Cây 4m5 nặng 300g, đọt 1,9 gốc 23, mã số 27 giá 300 thôi ha. Khoan nó bị xét hết rồi nha mọi người. Về mọi người hạ cần tay cũng được ha. Rồi. Em đi sơ qua cho mọi người thấy nghe, mọi người ấn cái nào thì cứ inbox qua Zalo cho em nghe, tại hôm nay em hơi vội á. Cảm ơn mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.